rồi anh em thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ đai mới một cái loại hẻn túi mới mà bên mình đang về ha thì đây là một cái bộ đai với một cái form màu là đen đỏ dành cho những anh em màu đang thích cái màu đỏ ha à, chắc là mấy anh xài hàng ngày nè đó thì ở đây á mình có một cái bộ đai với những cái túi cơ bản dành cho anh em nó chọn bộ luôn ha phù hợp cho anh em chơi tông tông luôn thì thứ nhất á là mình có một cái điểm tay màu đỏ đen nè à, rất là ok ha ở đây á đây là một cái túi thì túi này anh em nó sẽ dành cho chúng ta là để điện thoại hay là đồng hồ đo ở đây mình đang để đồng hồ đo nè và một cái cây hước khỉ ở ngoài đó thì mẫu túi này á nó bên ngoài nó là gì nè anh em đó một bên ngoài là gì ha đây cái ngăn ở đây nè anh em đây nó có hai ngăn nhỏ ha hai ngăn đây ngăn này để điện thoại được nè ngăn này cũng để điện thoại nếu mà điện thoại nhỏ của anh em ở bên phía bên đây á nó có một cái vị trí chắc nhỏ nè nếu mà anh em để điện thoại á thì anh em có thể để cái bút uh, lấy dấu ở đây bút mực bút bi á để ở đây bên đây nó có hai khoen nè anh em móc cái chìa khóa của mình vào đây ha cái loại này á là dành cho anh em hôm nay cần cho mình một cái loại nó, túi có thể để điện thoại và có bát tháo rời nhanh à, mẫu này đang rất là ok nha anh em rồi mẫu hai là mẫu để kiềm dích đây mẫu để kiềm dích mình đang đeo đây đây mẫu này thì nó cũng giống tút bill admin anh em tuy nhiên á nó làm với một cái form là đen đỏ ha cơ chế là bát tháo gà, lắp nhanh thì nó cũng tương tự mấy cái thằng khác thôi chủ yếu là cái bát nhìn nó kiểu kiểu khác khác tí thôi anh em công dụng thì như nhau ha rồi ở đây á thì chúng ta sẽ có một ngăn nhỏ là hai ba ba vị trí vắt bên đây ở bên đây thì hai ha bên ngoài nó có chỗ để móc chìa khóa móc bộ đeo vít nè ở trong đây á nó sẽ có ba ngăn thì để được hai cây kìm một cây kéo nhỏ đó ở ngoài á nó sẽ có một cái bát để anh em có thể đeo cái hứa kéo ha hay là hứa khỉ rồi ở bên ngoài đây á, nó sẽ có một cái bát để anh em có thể đeo khước kéo hoặc là khước khỉ ha à, phía dưới này nè các bạn đây là một cái miếng dán để dành cho anh em nào mà đeo cái kìm à, nhỏ á, mà hạn chế kìm mình nó bị à, tuột vào trong á xuống dưới luôn á thì mình sẽ lấy cái dây này mình gài lại đây ngay vị trí này nè nó thấy chưa mình sẽ gài ra sau sao đây cũng được hoặc là mình gài trong đây luôn cũng được nè đó để nó bít đây kìm mình cắm xuống không bị tụt dưới ha thì cái mẫu này mình đang đeo nó sẽ là như thế này anh em đó khi mà anh em đeo á mình sẽ bóp cái nút đỏ này gỡ lên ha đó, rất là nhanh chóng dễ dàng các bạn để lên cũng rất là nhẹ nhàng ha đây mình để được hai vít nè hai vít cơ bản nè ở ngoài thì mình để được một bút lấy dấu nè một cây bút khử điện can thì cái mẫu này anh em mình để hơi to cho nên là mình nhét mấy cái bút khử điện loại không chạm như thế này thì nó cũng tương đối là hơi khó ha. nếu mà anh em xài một chỉ một kìm thôi thì anh em nhét vô đây thì nó quá ok đây kéo mình nhét trong này đó thì bộ này về cũng được ha rồi qua anh đây <laughs> ở đây á mình sẽ có một cái túi to và kháo lắp nhanh được cho anh em thì trước giờ anh em chỉ biết có tay thì nó mới có cái túi to vuông như thế này để anh em có kháo lắp nhanh thôi nhưng mà hiện tại á là cái mẫu này ra nó cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn ha một cái túi vuông lớn có bát tháo lắp nhanh cái mẫu vuông này bạn nó sẽ ok hơn những cái mẫu tuyết biêu mà khi anh em đi làm ha tại vì mẫu tuyết biêu phần này nó dài nè và cái phần này cái túi nó sẽ nghiêng ra cái công cụ thì mình để á, thì nó sẽ bị chàm ra cái những cái mẫu tuyết biêu như thế này á nó kết hợp để cho anh em để mấy bọ kẹp á anh em nào mà bắn bò kẹp hay là mấy cái phụ kiện làm ống á, đứng trên cao á thì mua tuyết biêu ngon còn nếu mà anh em muốn để công cụ linh tinh đồ nhỏ nhỏ gọn gọn như mình á thì anh em mua mấy cái mẫu này hay mấy mẫu tay nói chung là mấy cái chuẩn nào mà nó cái túi nó vuông cao lên bạn để công cụ lên đấy nó cũng yên tâm hơn ha đây một cái mẫu như thế này đơn giản thôi ở bên đây nó sẽ có ha, một cái túi nhỏ nè để bút hay là cái cây cọ nè ở đây nó có hai một ngăn lớn và một ngăn nhỏ ở phía bên này á sẽ có một cái móc hai cái móc này để dành cho anh em có thể là gắn cái dây đeo vai nếu mà đeo một mình nó hoặc là đeo ghi như thế này chung combo thì anh em có thể móc mấy bộ chìa khóa đây mấy đầu vít rồi đó ở đây thì nó có một cái chỗ nhỏ để anh em sợ cái búa ở đây cũng được nè à, cái búa vào đây các bạn ở phía bên ngoài thì mình gắn mà nghe vị trí này mình treo một cây khứ kéo nè nó có để này, các bạn nếu mà anh em xài nồi Milwaukee thì anh em có cái bát 12 hai anh em móc đây cũng được luôn ha đó, thì cơ bản một bộ nó như thế này thì khi mà anh em mua về á thì anh em có thể chọn một cái combo như thế này mình thấy là cũng tương đối là đầy đủ cái công bụng của mình ha nếu là anh em nào mà đang sử dụng bít gập á ha những cái con bít gập thì anh em có thể chọn thêm mò cho mình một cái túi canic hoặc là cái túi của tajima á, để anh em có thể đeo đi nữa đó thì một cái combo như thế này đó thì đeo cơ bản như thế này á, là không cần dây đeo vai luôn các bạn thì nhìn nó vẫn là rất là gọn ha và cái màu nó cực kỳ đẹp luôn các bạn đây một cái bộ loại mới là để cho anh em có thể tham khảo ha thì hiện tại á, cái mã sản phẩm của nó thì mình chỉ có ba cái hàng sản phẩm ba mã này là nói chung một cái hệ với nhau thì anh em nào mà đang phân vân một cái hệ mới á, thì anh em có thể tham khảo á nếu mà trước giờ anh em xài Milwaukee hàng đỏ rồi mà anh em ngại mua tuyết tại nó màu vàng á thì hôm nay anh em có thể tham khảo cái mẫu này của mình mẫu uh, tu mắt ha và cái mẫu hết uh, kỳ để là anh em có màu đỏ đen ha rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình.